Dạ em về được có 10 cây ha. Dạ máy bơm hơi cầm tay. Dạ chạy pin. Có đèn led. Dạ cổng USB, cổng micro. Ở đây full hộp nha mấy bác. Cái này là em lột rồi ha. Ở đây thì có cáp sạc. Cho mình cáp sạc cộng với lại đầu van. Dạ, đầy đủ. Ở đây đầu van này thì van thông dụng vặn vào thôi. Bấm luôn thì giữ nguồn, con này pin yếu rồi nè. Dạ. Khi muốn bơm. Này, khi muốn bơm. Còn ở đây là chỉnh. Xe hơi thì lên 2,5 kg nè. Xe máy 2,4 kg. Xe đạp 0,45. Banh là 0,08. Khi mà nó lên, nếu như mà mấy bác để cho thành chế độ xe hơi thì đúng 2,5 kg tự nó lên, nó sẽ không bơm được nữa. Nó ăn đòn, nó ăn đòn tốt rồi. Khá mạnh nha mấy bác. Rồi hết pin, em chưa sạc. Đây, ở đây thì để cắm vô đây, gầm cái vòi lại để cho mà nó gọn hơn. Em tay em hơi khó quay đây. Rồi ok, dặn lại. Ok, rất là gọn nha, cầm vừa tay luôn, mang đi thoải mái. Dạ bơm xe hơi ok luôn á. Bơm xe Honda, bơm này nọ tiện dụng vô cùng. Hãng này là hãng Honda City Con. Con này là nội địa chung nha mấy bác. Con này là cũng có tiếng ở bên đó đó, chứ không phải đồ tào lao ha. Làm rất là chỉnh chu mà hoàn thiện rất là tốt mấy bác. Con này nhìn nè, độ hoàn thiện của em nó cực kỳ tốt, không có bài dớ bài dĩa gì hết nha. Ok, em cảm ơn mấy bác, em chỉ có 10 con nha.